Ở thời điểm này trên sân số 2 thì cầu thủ Thiên Khôi đã san bằng tỷ số 1 đều trước Anh Pháp. Sút xa, lại là một cú đá tốt nữa của Quân Eto. Quân Eto những vòng đấu gần đây bị bào mòn thể lực khá nhiều. Cơ hội vẫn còn với H. Glazang. Mạnh Đen, cái người rất hay, chân trái không vào. Pha xử lý tuyệt vời của Đức Cọt, nhưng sự xuất sắc của Hoàng Trung Phong đã giúp cho Phoenix vẫn đứng vững. Một pha cài bóng khôn ngoan và hiệu quả của Phan Văn Đức để có thể loại bỏ đội trưởng bên phía Phoenix, đó là Quân Eto. Những áp lực mà các cầu thủ bên phía TG dành cho DTS là khá hợp lý. Vẫn là một đường chuyền về, Phương Luân không vào. Không có một bài nào khác cả ngoài việc Giang Nguyên Công trong bất kỳ tình huống cố định nào cũng chuyền về cho Luân Lu. Những điểm chạm của Luân Lu đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn là sự xuất sắc của thủ môn Hữu Minh.